Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái phần là làm sao để chúng ta các bạn thấy giờ giữ được cái lửa, giữ được cái ý chí và làm sao chúng ta luyện được cái thói quen. Vậy thì vừa rồi mình có trao đổi với anh bạn thì anh nói một cái nguyên tắc, cái dây thừng, cái dây thừng, hoặc là mình nói cái dây xích. Đây là một nguyên tắc nó rất là hay. Cái cách chúng ta tập luyện nó là như vậy. Mình sẽ nói cái nguyên tắc dây xích và dây thừng và cái cách làm sao để chúng ta tiết kiệm cái năng năng lượng của chúng ta. Vậy thì bây giờ các bạn lên một cái kế hoạch, các bạn hiểu không? Ví dụ các bạn lên một kế hoạch là 90 ngày. Mình hay yêu cầu một số các bạn học viên lúc mà lên kế hoạch 90 ngày và các bạn ghi ra một cái quyển tập ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7, ok, ngày 8, ngày 9, ngày 10. Và các bạn ghi đều cho tới ngày 40, ngày 50, rồi tới ngày 90, ghi hết ra như vậy. Ok, ghi từng ngày, từng ngày, từng ngày, mỗi ngày là một ô, ghi rất là rõ. Ok, rồi. Và cái kế hoạch là gì ạ? Mỗi sáng thức dậy 5 giờ sáng chúng ta chạy bộ. Mình gọi cái động cơ cái như vậy là mình gọi là câu lạc bộ 5 giờ sáng đó. Ok chưa? Luyện luyện chúng ta mỗi sáng thức dậy. Thì ngày thứ nhất các bạn thức dậy các bạn chạy là các bạn gì ở ngay phía dưới số 1 các bạn đánh một cái dấu khoen tròn. Ok chưa? Thì mới ngày thứ nhất bạn hứng khởi mà nó không có cái gì đó. Ngày thứ hai, ok chưa? Bạn vẫn còn rất là hứng khởi, bạn vừa dậy và chạy thể dục xong, bạn đánh tiếp một cái khoen tròn kế bên, nó vừa chạm với cái khoen tròn đầu tiên. Ok, là của ngày thứ nhất. Ok. Rồi ngày thứ ba, bạn vẫn còn hứng thú lắm, bạn vẫn còn chạy, bạn đánh tiếp một cái khoen tròn nữa ngày thứ ba. Các bạn thấy vậy, bây giờ các bạn thấy chúng ta có ba cái khoen tròn nó dính với nhau rồi, các bạn thấy tới giờ rồi. Ngày thứ tư, ok, bạn dậy, bạn chạy và bạn đánh tiếp. Ngày thứ năm bắt đầu bạn đấu tranh tư tưởng, giữa cái việc dậy, tại vì sao chạy giữa giữa việc mà không dậy chạy thì nó sẽ khác hơn, bởi vì sao dậy nó mệt mỏi, cơ bắp đồ nó nhức đủ thứ hết. Ok, nó nhiều lý do lắm, các bạn phải đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Tuy nhiên bạn thắng được và thế là bạn có được cái dấu khoen thứ năm. Rồi tới ngày thứ sáu, rồi tới ngày thứ bảy, rồi tới ngày thứ tám, rồi ngày thứ chín, rồi tới ngày thứ 10. Wow, bạn nhìn đi à, bạn nhìn đi à, bạn nhìn 10 ngày bạn thấy mà nó tạo ra thành một cái dây xích. Hay vừa rồi mình có trao đổi với bạn là nói là cái dây thừng, để có một cái dây thừng mà nó cứng nó chắc á. Mỗi ngày chúng ta bện cái một chút xíu, các bạn không tin, có cái dây thừng là từng cái cọng mà mỗi ngày chúng ta bện một chút xíu thôi nó thành một cái dây thừng rất là cứng. Ok, các bạn thấy 50 ngày nó thành một cái dây xích. Và tới ngày 11 bạn muốn nghỉ, hôm đó bạn thức là bạn muốn nghỉ nhưng mà bạn nhìn vào cái bạn đó, ồ nếu mà mình nghỉ thì cái ngày đây tự nhiên nó trống, cái dây xích mình nó bị đứt đi. Các bạn nhận ra điều này thì nó làm cho mình gì không muốn nghỉ nghỉ nữa, vì mình muốn hoàn thiện cái dây xích đó. Các bạn nhận ra điều này, mình phải thức dậy mà làm. Và cái nguyên tắc này mình gọi là cái nguyên tắc dây xích, và bạn làm tới ngày 15, ngày 18, ngày 20, ngày 21, ngày 22 thì nó biến cho bạn thành cái thói quen. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó biến cho thành thành một cái thói quen. Ok chưa? Và bạn làm như tục vậy thì nó luyện cái ý chí của bạn luôn. Cái đó là cái cách, một một trong những cái kinh nghiệm trong cuộc sống mà mình chia sẻ với các bạn ở chỗ này. Mình thường thường xuyên chạy bộ và mình thấy ra được cái điều này. Sáng nào mình cũng dậy mình chạy bộ hết. Vậy thì bây giờ mình gọi đến các bạn này, động lực nó chính là, động lực nó chính là gì? Nhưng mà động lực nó chính là năng lượng, nó chính là sáng á. Ok chưa? Thói quen nó chính là gì ạ? Các bạn giữ được cái nguồn năng lượng đó, các bạn dùng cái xăng đó để các bạn biến nó thành những kết quả trong cuộc sống. Nhưng mà các bạn có bị hao xăng không? Bị. Khi nào chúng ta hao xăng? Khi chúng ta có thói quen xấu là chúng ta sẽ hao xăng. Hoặc là chúng ta như thế nào ạ? Các bạn sử dụng cái động lực không đúng lúc, các bạn sẽ hao xăng. Các bạn nên nhớ là năng lượng chúng ta có hạn, năng lượng chúng ta không phải vô hạn. Ví dụ như là bạn học những cái lớp gì đó về đó, rồi bạn gì à, bạn hao tốn cái năng lượng của mình, bạn lao ra bạn làm búa xuống, làm búa xuống cái gì cũng làm, tự nhiên tao hao tốn hết cái năng lượng. Các bạn hình dung chưa? Rồi cái bạn nó như thế nào ạ? Cái sau đó bạn không còn động lực năng năng lượng để làm nữa, hình thành một loạt những cái thói quen xấu, thói quen điên cuồng, thói quen la lối, thói 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 quen
các bạn hình dung ra điều này là bạn hao tốn mất cái năng lượng, sau đó các bạn bỏ cuộc, bạn đi sao ăn không còn năng lượng nữa để làm. Vậy thì chúng ta cần có cái năng lượng để chúng ta hình thành, cần có cái động lực để chúng ta hình thành cái xăng của mình, nhưng chúng ta cần có những thói quen tốt. Mỗi khi bạn có thói quen tốt tức là bạn đang tiếp thêm xăng vào. Bạn nên nhớ vậy, và nên nhớ trong cuộc sống chúng ta phải tiết kiệm năng lượng của mình để tập trung vào mục tiêu cuộc đời mình, tập trung vào những việc tốt. Đừng có dùng năng lượng đi làm những cái việc gì mà ngông rồi các bạn hao tổn mất cái năng lượng đi đó. Và bây giờ mình chốt lại các bạn ở ngay chỗ này nè, hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày nó sẽ trở thành gì ạ? Nó sẽ trở thành thói quen. Bạn uống rượu mỗi ngày nó sẽ trở thành một người thói quen uống rượu. Bạn hình dung ra điều này mà. Bạn đi tập thể dục mỗi ngày, bạn sẽ trở thành thói quen một người luôn tập trung cho sức khỏe. Các bạn hình dung ra, hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày nó sẽ trở thành thói quen. Vậy thì thói quen làm đi làm lại mỗi ngày nó sẽ trở thành gì? Tính cách con người bạn. Và cái tính cách con người bạn được thể hiện mỗi ngày nó trở thành gì? Nó trở thành con người của bạn hôm nay. Bạn hình dung ra điều này không ạ? Và con người của bạn ngày mai. Ok chưa? Bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì các bạn nên nhớ là mỗi phút, mỗi giây nó sẽ tạo lên mỗi phút. Mỗi phút nó sẽ tạo lên giờ. Và mỗi giờ nó sẽ tạo lên ngày. Và mỗi ngày nó tạo lên tháng. Và mỗi tháng nó tạo lên năm. Các bạn nên nhớ là mỗi cái suy nghĩ và cái hành động của bạn ở mỗi giây, mỗi phút đó, ok, nó sẽ trở thành cái thói quen của bạn. Và cái thói quen của bạn làm hàng ngày á, nó sẽ trở thành tính cách của con người bạn. Và tính cách của con người bạn, bạn ứng xử mỗi ngày trong cuộc sống á, nó sẽ trở thành con người bạn. Và nó sẽ trở thành số phận cuộc đời bạn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy chúng ta có kiểm soát được số phận không? Được. Các bạn muốn ra làm chủ được không? Được. Không phải số gì hết á, không phải số làm công, không phải số làm chủ, mà chúng ta luyện nó ngay từ đầu. Nếu ngày hôm nay bạn hiểu nguyên lý này và bạn luyện ngay từ hôm nay thì bạn sẽ trở thành người chủ rất là thành công. Giống như mình hay chia sẻ cái cách khởi nghiệp từ năm xu, hoặc là một cái cách mình nói khác, trở thành ông boss lớn chỉ từ năm xu. Các bạn có tin ra điều này không ạ? Nếu các bạn tin thì các bạn hãy follow tiếp các đoạn video của mình tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.